Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bên em bên sóng mình giới thiệu mọi người một con tay cột nằm nằm nhé. Hitachi CS 35EC. Đây, khá là đẹp nhé. Máy móc nguyên zin. Bên này có bình chứa xăng, bình chứa xài này, nhà gió này, cái bơm xăng phụ này. Không bắt tắt mở đây. Bởi vì con máy này sở hữu cây lam rồi. 16 in nhá. Cái hơi dày mắt đấy mọi người nhá. Khá dày. Cái bén này sạc. Hệ thống thắng xích còn nhá mọi người. Và cái vấn đề thì em test tiếng nổ máy này cho mọi người nhá. Em nhận biết nhau đầy đủ. Trắng bóng nhỉ. Đó, bật cái phần này thì liên hệ qua số Zalo của bên mình nhé.